Trở lại chuyên mục hôm nay ăn gì thì hôm nay Angela sẽ ăn món này nha. Món xương hầm với lại cà rốt với lại gà. Thì sau khi đã hầm chín xong thì má sẽ cho vào đây để má xay. Khi mà má cho vào xay để cho đừng có xay nhuyễn quá thì con ăn nó sẽ vừa tập ăn luôn. Đó, mới vừa cho vài lát gà và cà rốt. Và sau khi cho gà cà rốt thì mình sẽ cho cái nước vào ha, cái nước xương hầm này nè, để mình xay nó không có bị đặc. Sau khi cho nước xương hầm thì mình sẽ cho yến mạch vào. Yến mạch này mình sẽ cho 28 gram nha. Thì bé sẽ ăn được hai lần trong ngày. Rồi, sau khi cho yến mạch thì má sẽ cho này vào và bắt đầu má sẽ đem đi xay. Khi má xay thì má sẽ không có xay nhuyễn để cho con ăn không có nhuyễn quá thì để con tập ăn luôn. Rồi sau khi má xay xong thì nó như vậy nè. Và má sẽ cho vào trong son lại để cho nấu lên lại. Cho nó đảm bảo là đã chín hẳn và rồi sau khi khuấy khuấy xong thì mình sẽ cho ra nè, nó đặc như vậy nè là được rồi, không có quá mịn và không có quá nhuyễn. Gà nó cũng vẫn còn lợn cợn thì khi mà con ăn thì sẽ tập cái việc ăn ăn thô dễ hơn. Rồi bây giờ sẽ cho vào, hôm nay á, con mới mọc thêm một cái răng nữa nên nó đau nên má xay nó nhuyễn hơn một chút. Ok, chúc con ngon miệng. Rồi con ăn ngon miệng nha.